Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa Thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italia và Vatican trong 7 năm qua, cũng là điểm nhấn quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Áo, Italia và Vatican nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 13 của Đảng về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Áo, Italia và Vatican. Thông qua Áo và Italia thúc đẩy quan hệ Việt Nam và EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan này nhận được một số thông báo của Tổng Hải quan Trung Quốc liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Theo Bộ này, việc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói dẫn đến tình trạng kiểm soát không hiệu quả các đối tượng kiểm dịch thực vật mà nước nhập khẩu quan tâm và làm gia tăng số lượng các lô hàng vi phạm quy định của Trung Quốc, thậm chí có nguy cơ làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này. Do đó, Bộ này đề nghị các sở nông nghiệp tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ sở đóng gói phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo làm sạch sinh vật gây hại trên hàng hóa trước khi xuất khẩu, có cơ chế giám sát quy trình đóng gói, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến rộng rãi quy định của Trung Quốc cũng như tài liệu hướng dẫn kỹ thuật từ Cục Bảo vệ Thực vật để tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất và xuất khẩu sang Trung Quốc biết và tuân thủ. Thưa quý vị, liên quan vụ án sản xuất và mua bán sách giả, theo thông báo của chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, mức án dành cho các bị cáo sẽ được tuyên vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 7. Trước đó, theo dự kiến ban đầu, tòa sẽ xét xử liên tục trong 7 ngày kể từ ngày 19 tháng 7. Trong 3 ngày diễn ra phiên xử, trong khi tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, duy nhất bị cáo Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, liên tục khẳng định mình bị oan. Ông Hùng cho rằng bản thân không hề nhận 300 triệu đồng từ người môi giới Nguyễn Duy Hải để giúp giảm nhẹ trách nhiệm cho công ty Phú Hưng Phát của Cao Thị Minh Thuận. Trong phiên tòa ngày 22 tháng 7, thẩm phán chủ tọa tuyên bố sẽ cần nhiều thời gian để xem xét, đánh giá kết quả tranh tụng cũng như các chứng cứ buộc cỡ tội cho đến lúc này. Thưa quý vị, 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã phát khoảng 154 triệu kWh bình quân, là 3,2 triệu kWh mỗi ngày. Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến ngày 21 tháng 7 đã có 15 dự án phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp, tổng công suất là gần 735 MW hoàn thành thủ tục vận hành thương mại COD, phát điện trên lưới. Sản lượng phát trung bình mỗi ngày của số dự án này là khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng nguồn điện được huy động. Số dự án này nằm trong 85 dự án điện tái tạo chuyển tiếp đã lỡ hẹn giá FIT vào cuối năm 2020 phải đàm phán giá điện với EVN theo khung giá Bộ Công Thương ban hành vào hồi đầu năm. EVN cho biết đến ngày 21 tháng 7 có 72 trong 85 dự án gửi hồ sơ đàm phán giá, hợp đồng mua bán điện. Hiện Bộ đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án, tổng công suất là hơn 3.000 MW. Tuy nhiên, để các dự án này có thể vận hành thương mại, phát điện lên lưới thì cần đáp ứng các thủ tục về đấu nối, nghiệm thu công trình hoặc một phần công trình và các hồ sơ liên quan khác như quyết định gia hạn chủ trương đầu tư, giấy phép hoạt động điện lực. Và hồi tháng 5, Bộ Công Thương cho biết lý do chậm đàm phán vận hành các dự án điện tái tạo chuyển tiếp là nhiều chủ đầu tư vi phạm quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng nên chưa đáp ứng thủ tục pháp lý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở các tỉnh thành dự báo dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ C. Ở Tây Bắc Bộ có nơi trên 37 độ C. Mưa rông chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ, nắng nóng đã quay trở lại với mức nhiệt tăng dần về nửa cuối tuần sau. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc có thể đón nắng nóng, nhiệt độ tăng dần dao động từ 33 đến 37 độ C. Người dân Bắc Bộ trở lại với những ngày hè nắng nóng kèm theo cảm giác oi bức. Tuy nhiên, theo nhận định, đợt nắng nóng này không kéo dài như đợt trước, cường độ nắng nóng cũng giảm hơn. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày hôm nay, khoảng 9,7 triệu người dân Campuchia sẽ đi bỏ phiếu tại gần 24.000 địa điểm trên cả nước. Có 18 đảng chính trị tham gia tranh cử để giành 125 ghế nghị sự quốc hội khóa 7, nhiệm kỳ năm 2023-2028.
Đảng nào giành quá bán số ghế tại Quốc hội sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đảng Nhân dân Campuchia đã liên tục giành thắng lợi trong tất cả 6 cuộc bầu cử Quốc hội kể từ năm 1993, đặc biệt là trong năm 2018. Đảng Nhân dân Campuchia đã giành tất cả 100% số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 6. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đặc biệt là Thủ tướng Hun Sen đã mang đến rất nhiều thành tựu cho đất nước. Chùa Tháp trong suốt hơn 40 năm qua, từ giải phóng Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng cho đến đoàn kết dân tộc, đưa đất nước ngày càng phát triển. Và với đóng góp như vậy, theo đánh giá của các nhà phân tích, Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 này. Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ trải qua ca phẫu thuật để cấy ghép máy điều hòa nhịp tim. Trong một đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu nói về sức khỏe của mình và cho biết ông cảm thấy rất ổn nhưng cần phải nghe lời bác sĩ. Vị Thủ tướng 73 tuổi cho biết thêm các bác sĩ đã đảm bảo ông có thể được xuất viện vào chiều ngày 23 tháng 7. Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi ông Netanyahu phải nhập viện vì mất nước. Trong thời gian nhập viện, ông Netanyahu đã được cấy ghép một thiết bị theo dõi thân nhiệt. Vào tối ngày 22 tháng 7, thiết bị đã đưa ra cảnh báo, báo hiệu ông cần phải được cấy máy điều hòa nhịp tim ngay lập tức. Trong thời gian ông Netanyahu phẫu thuật, Bộ trưởng Tư pháp Yair Lapid sẽ đảm nhận vai trò quyền Thủ tướng Israel. Ông Netanyahu hy vọng có thể xuất viện kịp thời để tham gia các cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về cải cách tư pháp vào sáng ngày 24 tháng 7. Thưa quý vị, theo truyền thông Nga, 4 người đã thiệt mạng và 70 người bị thương khi một đường ống nước nóng tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Moscow của Nga bất ngờ bị vỡ. Thị trường Moscow cho biết sự cố xảy ra tại trung tâm thương mại và Vimana Koda. Nước nóng tràn ra một khu vực của trung tâm thương mại, hơi nước bốc lên. Sự cố khiến 4 người thiệt mạng và 70 người khác bị bỏng. Tất cả nạn nhân thiệt mạng là nhân viên tại một cửa hàng thực phẩm bên trong trung tâm thương mại. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, trong khi giới chức trách tiếp tục điều tra về nguyên nhân của vụ việc. Trung tâm thương mại 6 tầng Vimana Koda được xây dựng vào năm 2007. Trung tâm này có diện tích là 62.000 m² với hơn 150 gian hàng. Thưa quý vị, hôm qua lực lượng chức năng Hy Lạp đã đưa thành công hơn 2.000 người vào đất liền từ đảo Rhodes, nơi đám cháy nghiêm trọng chưa được kiểm soát. 30 tàu cá nhân đã được dẫn dắt vào bờ thành công để sơ tán người trên đảo. Tổng cộng là có khoảng 30.000 người đã được đưa vào đất liền trong những ngày vừa qua. Đám cháy trên đảo Rhodes khởi phát từ một ngọn núi ở trung tâm đảo. Lực lượng chức năng đã điều động 5 máy bay trực thăng và 173 lính cứu hỏa tới xử lý tình hình. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi khiến công tác này gặp nhiều khó khăn. Các nhà khí tượng học cảnh báo nền nhiệt sẽ kéo dài đến cuối tháng 7 này. Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu gây ra bởi khí thải nhà kính, chủ yếu là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, sẽ khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và gây chết người nhiều hơn, đồng thời kêu gọi các chính phủ giảm mạnh lượng khí thải để ngăn chặn thảm họa khí hậu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 9 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.